Lựa chọn môi trường giáo dục tốt nhất cho con luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha mẹ. Tại Việt Nam, hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc VAS hiện đang trở thành một trong những môi trường giáo dục hàng đầu về giáo dục đào tạo, từ bậc mầm non cho đến hết bậc trung học phổ thông. Năm học 2015-2016, VAS sẽ tiếp tục kiên định việc triển khai chương trình giáo dục quốc tế Cambridge song song với chương trình giáo dục quốc gia. Ngoài ra, VAS sẽ cung cấp thêm cho lộ trình học tập mới cho học sinh là chương trình giáo dục quốc gia kết hợp chương trình tiếng Anh chuyên sâu của Cambridge. Với lộ trình học tập được xem xét là thiết kế kỹ lưỡng để phù hợp với học sinh Việt Nam và hướng đến các chứng chỉ bằng cấp được công nhận rộng rãi trong nước và quốc tế. Trong năm học 2015-2016 thì Việt Úc sẽ cung cấp cho học sinh hai cái lộ trình học tập. Thì nó có một cái sự đổi mới rất là tích cực so với những năm học trước đây. Năm 2013-14 và 2014-15 thì Việt Úc đã đưa vào giảng dạy chương trình giáo dục quốc tế Cambridge kết hợp song song với chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và cái việc thực hiện chương trình Cambridge này thì đã rất là hiệu quả trong 2 năm qua, và học sinh của Việt Úc đã đạt được những cái thành tích rất là đáng khích lệ. Và trong năm nay thì chúng tôi rất là vui mừng chia sẻ với quý phụ huynh là chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình giáo dục quốc tế của Cambridge kết hợp với chương trình giáo dục quốc gia. Và đây sẽ là một cái lộ trình học tập mũi nhọn của học sinh trong hệ thống Việt Úc. Năm nay, chương trình hè 2015 sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị, bổ ích, giúp học sinh vừa phát triển kỹ năng sống và các giá trị cốt lõi, đồng thời nâng cao trình độ tiếng Anh và rèn luyện thể chất. Học sinh VAS có thể lựa chọn một trong hai chương trình cho mùa hè 2015. Với chương trình hè truyền thống VAS, học sinh có cơ hội củng cố, hệ thống hóa những kiến thức của cả chương trình giáo dục quốc gia và chương trình quốc tế Cambridge mà các em sẽ được học trong năm và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho năm học mới. Với chương trình trại hè Anh ngữ VAS, học sinh sẽ tham gia vào một chuỗi các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích và lý thú thuộc các lĩnh vực thể thao, kịch nghệ, khiêu vũ, âm nhạc, ẩm thực, khoa học, v.v. dưới sự dẫn dắt của những hướng dẫn viên trại hè chuyên nghiệp và một số nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Chương trình được truyền đạt hoàn toàn bằng tiếng Anh, do đó học sinh không chỉ có cơ hội trải nghiệm một mùa hè sảng khoái và thú vị, mà còn có cơ hội cải thiện và nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh. A teacher would teach students skills, specific skills. Một thế hệ trước đây, giáo viên có thể kỳ vọng rằng những gì mà họ dạy cho học sinh sẽ theo các em suốt cả cuộc đời. Ngày nay, do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, trường học cần phải chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng đón nhận những công việc mà hiện chưa được tạo ra, những công nghệ mà hiện chưa được phát minh và những vấn đề mà chúng ta không biết có xảy ra hay không. Increasing, ever demanding society. Bản chất của quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm là một quan điểm dạy học hiện đại, là cơ sở lý luận để nhà trường tiến hành các hoạt động dạy học có hiệu quả hơn. Cái điều kiện vui chơi, sinh hoạt, hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện, cái độ bền, sức dẻo dai giúp học sinh có sức khỏe thể chất tốt cũng như tinh thần lành mạnh nhất. Trong nhà trường còn có đội ngũ chuyên gia tâm lý để cung cấp và hỗ trợ tư vấn cơ bản cho học sinh, giáo viên và phụ huynh tại phòng tư vấn tâm lý đặt tại các cơ sở. Với hệ thống chương trình và cơ sở vật chất hiện đại, VAS hứa hẹn mang đến cho học sinh, trung tâm của mọi giáo dục nhiều lợi ích và kết quả tốt đẹp trong năm học 2015-2016 sắp tới.